chào tất cả các khách hàng yêu quý của DK Ivan Beauty. Ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vui khi được gặp lại một chị khách hàng vô cùng là xinh đẹp. Chị đã từng trải nghiệm cái dịch vụ phun môi ở tại DK cách đây 2 tháng. Và hôm nay là ngày mà chúng tôi mời chị quay trở lại để có thể kiểm tra cái đôi môi của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với chị một lát nhé. Em chào chị. Chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cho mọi người đang theo dõi live stream được biết không ạ? Tên là Bích ạ. Em muốn phun kiểu mới thử dịch vụ bên mình là phun môi ấy. Em phun 2 tháng trước của chị Quyên ấy. Thì thấy em thấy là kiểu bên mình dịch vụ thoải mái này, xong tư vấn thì nhiệt tình, kiểu làm thì nhanh ấy. Dạ vâng ạ. Thì chị Bích ơi, thì không biết là trong cái quá trình làm môi thì chị Bích có bị đau rát hay khó chịu gì không, hoặc là quá trình làm môi nó có khác gì so với những cái gì mà mình từng lo sợ, mình suy nghĩ trước đây không hả chị? Trước khi phun thì em cũng sợ đau lắm. Tại trước thì mình đi làm lông mày nhiều nên nó đau lắm. Xong phun môi thì kiểu tê cũng dặn chị là kiểu làm cho em nhanh với nhẹ nhàng thôi ấy. Thì làm xong cảm giác nó nhanh lắm, chắc chỉ tầm 20 phút thôi. Thì nó nhanh mà xong thì cũng không thấy sưng gì hết. Dạ vâng, thì chị Bích ơi, thì không biết là trước khi làm môi ở tại DK thì cái tình trạng môi của chị như thế nào, chị có thể chia sẻ cho mọi người đang theo dõi livestream được biết không ạ? Trước khi phun môi thì môi của em nó hơi bị thâm ở viền trên ấy, xong ở viền dưới thì nó nhạt. Thế nên là lúc nào cũng phải đánh son thôi. Dạ vâng, nhưng mà ngày hôm nay thì sau 2 tháng sau khi những cái cặp môi của chị ổn định thì em đã thấy bây giờ màu môi lên rất là đẹp và tự nhiên rồi. Thì bây giờ xin mọi ống kính quay sát hơn một chút nữa để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được cặp môi của chị Bích nhá. Như mọi người có thể thấy đấy, thì đây là môi ổn định sau 2 tháng ở tại DK. Nếu như mà các chị em thường xuyên theo dõi cái hình ảnh môi của DK ở trên fanpage ấy, thì để biết được là cái xu hướng làm đẹp của DK là một xu hướng tự nhiên. Cho nên là sau khi mà môi bong ra, môi ổn định thì sẽ có những tông màu rất là tươi, sáng và nhìn rất là trẻ trung và tự nhiên ạ. Thì với những cái chia sẻ vừa rồi của chị Bích thì chị Bích đã rất hài lòng với cái dịch vụ phun môi tại DK rồi. Thì chị Bích ơi, thì không biết là chị có điều gì muốn gửi gắm đến đội ngũ cũng như là chuyên gia đã làm môi cho chị không ạ? Em thì thấy chung là thấy hài lòng về đội ngũ kỹ thuật với cả chuyên viên tư vấn bên mình. Dạ vâng, thì chắc chắn là chị Bích sẽ rất mong chị Bích sẽ giới thiệu thật nhiều bạn bè và người thân của mình cũng trải nghiệm những dịch vụ tuyệt vời tại DK để được xinh đẹp giống như chị nhá. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ của chị Bích rất là nhiều. Và nếu như mà các chị em vẫn còn đang sở hữu những cái đôi môi thâm này, những cái đôi môi nhợt nhạt, hoặc là có những cái nhược điểm môi, chúng ta hãy gửi ngay tình trạng của mình qua fanpage của DK để đội ngũ tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn chi tiết về dịch vụ cũng như là về các chương trình đã được áp dụng ở tại DK nhá. Và cảm ơn chị Bích rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ.